bên kia cách. Sao nó điện nó nói là điện lên nè. À đó là pháp ma. Alo. Alo. Chia hết cái miếng này. Alo. 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 Chúng ta xin thay mặt cho gia đình nhà chị Tư. Trước tiên là xin chân thành cảm ơn quý vị sư thầy. Xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và tất cả các anh em thuộc nội dung quan của thôn Thế Bình. Và xin chân thành cảm ơn quý vị và tất cả các anh chị cùng bà con xóm láng giềng gần cũng như là thân bằng quyến thuộc đã bỏ chút cái thời gian quý báu cho linh cữu của chị Tư về nơi an nghỉ cuối cùng, tức là về nơi đất Đồng Thiền này. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và toàn thể anh chị. Sau khi mà an táng chị Tư rồi thì gia đình cũng có tổ chức cái lễ ăn sạc tại nhà. Và tôi cũng xin đại diện cho gia đình xin trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị và anh chị về tại nhà để chia buồn cùng với gia đình một ly trà chén rượu để chúc cho cái hương hồn của chị Tư về nơi an nghỉ cuối cùng và được mau siêu thoát. Trong lúc gia đình còn đang bận rộn mà có những cái điều gì thiếu sót thì mong quý vị cùng toàn thể anh chị cũng thông cảm cho gia đình. Rồi hút nó coi vô à. Cuối cùng thì tôi cũng xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý vị, chúc quý vị được mạnh khỏe và vui vẻ trong cái mùa Covid-19 này. Xin chân thành cảm ơn. Cái này nè. Tiếp tục bấm bấm thao nè, mà nếu mà bấm bạc là ba thao nè. Ê, mà bấm thao là ba thao. Bé bỏ giùm chị luôn bé. Bỏ giùm nữa hả? Đây là ngày quá cố của chị Tư ở thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Hôm nay bà con ở dân làng cũng tập trung đưa cái linh cữu của chị Tư về nơi an nghỉ cuối cùng, tức là về ở khu vực đất Tổng Thiền này.